Xin chào các bạn. Sau khi đã làm quen với Pascal được 3 bài lý thuyết rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành bài thứ nhất, làm quen với Free Pascal các bạn nhé. Và nội dung bài hôm nay chúng ta cần thực hiện là khởi động Free Pascal, nhận biết các thành phần, viết một chương trình đơn giản, chạy chương trình và tìm hiểu lỗi. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài 1 các bạn nhé. Yêu cầu của bài 1 như sau: làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Free Pascal, nhận biết các thành phần trên màn hình của Free Pascal. Chúng ta thực hiện khởi động Free Pascal nhé. Và đây chính là biểu tượng của phần mềm Free Pascal. Chúng ta khởi động bằng cách là nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền. Đây là cái cách đơn giản và nhanh mà các bạn thường hay sử dụng. Sau khi khởi động xong cái chương trình thì các bạn sẽ được quan sát cái giao diện của Free Pascal như sau. Các bạn sẽ thấy phía trên có dòng Free, Edit, Search, Run, Compile. Thì đây chính là thanh bảng chọn. Và các bạn có nhìn thấy ví dụ chấm bát, đây chính là tên chương trình, hay còn gọi là tên tệp. Cái tên chương trình này do chúng ta đặt các bạn nhé. Và những cái dòng program, use, begin, write line, read line và end chấm, đây là những dòng lệnh mà do chính các bạn gõ. Các bạn lưu ý, chúng ta có thể mở các bản chọn bằng cách là nhấn tổ hợp phím R cộng với chữ cái đầu tiên của bảng chọn đó. Ví dụ, cô muốn mở bảng chọn File, cô sẽ nhấn tổ hợp phím R cộng với F, hoặc cô sẽ nhấn tổ hợp phím R cộng với E, R để mở bảng chọn Run. Và các bạn muốn thoát khỏi chương trình này thì các bạn sẽ chọn File, sau đó các bạn chọn Exit, hoặc có thể các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Alt cộng X. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bài thứ hai. Yêu cầu của bài thứ hai như sau: soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản. Và yêu cầu đầu tiên của bài số 2 chính là chúng ta sẽ khởi động lại Free Pascal và gõ các dòng lệnh dưới đây. Các bạn quan sát các dòng lệnh này. Các bạn sẽ gõ cái chương trình CT đầu tiên gồm có 6 dòng lệnh này. Và các bạn cần lưu ý những vấn đề sau. Khi soạn thảo chương trình thì chúng ta cần gõ đúng, chính xác các câu lệnh và không bỏ sót bất kỳ một dấu nháy đơn, dấu chấm phẩy hay một dấu chấm nào hết. Bởi vì khi các bạn gõ không chính xác hoặc thiếu bất kỳ một ký hiệu nào mà chúng ta vừa nhắc thì chương trình nó sẽ không chạy được và báo lỗi. Các bạn chú ý nhé. Rồi, và bây giờ các bạn cùng thực hiện. Các bạn đã gõ xong những cái dòng lệnh trong CT đầu tiên rồi. Và bây giờ các bạn hãy quan sát để chúng ta xem một cái số chú ý quan trọng sau. Thứ nhất đó là cặp từ khóa begin end bao giờ cũng đi thành cặp. Có nghĩa là nếu xuất hiện begin là chắc chắn các bạn phải có end các bạn nhé. Nếu không sẽ có lỗi ngay. Thứ hai là câu lệnh use dùng để khai báo thư viện CRT. Thứ ba, lệnh CLRSQR chấm phẩy dùng để xóa màn hình kết quả. Đây chính là lệnh viết tắt của chữ clearing các bạn đã được học ở những bài trước. Và chúng ta chỉ có thể sử dụng lệnh CLRSQR khi đã khai báo thư viện CRT.
Nếu các bạn chưa khai báo thư viện CRT mà các bạn sử dụng lệnh xóa màn hình này thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi. Thứ tư, đó là lệnh write, write line dùng để in ra màn hình kết quả. Đây là tác dụng và cũng là chức năng chính của lệnh này. Và lệnh này là một lệnh chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều, nên các bạn lưu ý và nhớ nha. Và cuối cùng là chúng ta nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi soạn thảo chương trình, bởi vì nếu các bạn không tắt thì các bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc gõ các dòng lệnh. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu tiếp theo, đó chính là lưu chương trình. Chúng ta sẽ thực hiện nhấn F2 hoặc File Save. Và sẽ hiển thị ra hộp thoại Save File F. Tại đây, trong cái hộp Name, các bạn sẽ thực hiện gõ tên chương trình hay còn gọi là tên tệp. Sau đó các bạn nháy chọn OK. Sau khi các bạn lưu tên chương trình xong, thì việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là kiểm tra xem chương trình đúng hay chưa. Và việc kiểm tra này trong Pascal người ta gọi là dịch chương trình. Để dịch chương trình thì chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Alt cộng F9. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Sau khi cô dịch chương trình thì chương trình của cô sẽ hiện ra thông báo như thế này. Và với cái thông báo này, compile successful là có nghĩa cái biên dịch của chúng ta đã thành công. Chương trình của chúng ta không có lỗi các bạn nhé. Và bây giờ việc cuối cùng chúng ta cần làm đó chính là chạy chương trình và xem kết quả. Vậy để chạy chương trình thì chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl F9. Và muốn xem được kết quả, các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Alt cộng F5. Các bạn cùng thực hiện nhé. Các bạn vừa thực hiện xong chạy chương trình và xem kết quả. Bây giờ cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Là sau khi chạy chương trình xong, cô muốn nó ra kết quả liền mà không nhấn tổ hợp phím Alt F5 có được không? Câu trả lời của cô là được các bạn nhé. Các bạn hãy quan sát chương trình bên tay trái. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ chỉ cần thực hiện là thêm lệnh readline trước từ khóa end. Các bạn lưu ý nha. Các bạn vừa thực hiện xong chương trình đầu tiên. Và cô chắc rằng là rất nhiều bạn ở đây khi mà dịch chương trình đã xảy ra lỗi, đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu một số lỗi trong chương trình và thông báo lỗi ở bài số 3 các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện xóa dòng lệnh begin và xem lỗi. Sau khi chúng ta thực hiện dịch chương trình, nó sẽ thông báo compile fail. Và các bạn sẽ nhấn phím Enter để quan sát chi tiết lỗi. Và đây là thông báo lỗi của việc thiếu begin. Các bạn hãy quan sát thật kỹ, ghi chú lại để chúng ta ghi nhớ. Tiếp theo, các bạn sẽ xóa dấu chấm ngay sau chữ end và xem lỗi. Các bạn sẽ nhấn phím Enter để xem thông báo lỗi. Và đây là chi tiết lỗi của việc thiếu dấu chấm sau từ khóa end các bạn nhé. Các bạn quan sát và lưu ý. Chúng ta có một số chú ý sau trong Pascal. Dấu chấm phẩy dùng để phân cách giữa các lệnh. Sau câu lệnh trước từ khóa end có thể không cần dấu chấm phẩy. Các bạn nhớ nhé, chỉ có một câu lệnh duy nhất trước từ khóa end mới không cần dấu chấm phẩy thôi. Còn tất cả những câu lệnh khác đều phải có dấu chấm phẩy. Sau từ khóa end kết thúc chương trình luôn có một dấu chấm đi kèm. Sau khi đã thực hiện được chương trình CT đầu tiên và tìm hiểu một số lỗi trong Pascal, thì bây giờ các bạn hãy thực hiện viết chương trình đơn giản để in ra lời chào và tên của em trong bài số 4 này nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng thực hiện.
Và đây là bài mẫu in ra lời chào và họ tên. Các bạn cùng tham khảo nhé. Sau khi đã thực hiện 4 bài tập thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những gì đã làm từ đầu đến giờ nhé. Các bạn có nhớ các bạn đã làm những gì không? Và đây là các bước chúng ta đã thực hiện. 1 là khởi động FreeBudCamp. 2 là soạn thảo chương trình. 3 là biên dịch chương trình. Chúng ta dùng tổ hợp phím Alt cộng F9. 4 là chạy chương trình. Chúng ta dùng tổ hợp phím Ctrl cộng F9. Và 5 là nhận biết một số lỗi cơ bản. Và đây là một số lưu ý mà các bạn cần phải ghi nhớ. Budcamp không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Dấu chấm phẩy được dùng để phân cách các lệnh trong Budcamp. Lệnh kết thúc chương trình là end chấm, có dấu chấm. Mọi thông tin đứng sau lệnh này sẽ bị bỏ qua trong quá trình dịch chương trình. Có nghĩa là sau từ khóa end này, dù các bạn có ghi 10 lệnh, 20 lệnh hay 100 lệnh, thì chương trình nó sẽ vẫn bỏ qua. Bởi vì nó hiểu rằng là sau từ khóa end, đó là kết thúc rồi các bạn nha. Lệnh write line thông báo ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. Nội dung cần in phải được đặt trong cặp nháy đơn. Thì như cô đã nói, lệnh write là để thông báo ra màn hình, in ra màn hình. Và sau lệnh write này, cái nội dung thông báo nó phải được đặt trong cặp nháy đơn. Các bạn nhớ. Tiếp theo, lệnh write tương tự như write line nhưng không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. Các bạn cần phân biệt giữa write và write line nhé. Write line là đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo, còn write không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. Câu lệnh CLRSQR dùng để xóa màn hình và chỉ sử dụng được khi đã khai báo thư viện CRT. Các bạn ghi nhớ.